Xin chào toàn thể tất cả các anh em. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chỉnh sửa một số các cái thông tin ở trên một các loại giấy tờ nhé. Tất cả các loại giấy thì các bạn có thể chỉnh sửa được nhé. Đây là mình ví dụ cho các bạn, mình có thể thay đổi tên. Đây là cái giấy này mình lấy ở trên mạng nhé. Thì bây giờ mình sẽ thay tên các bạn xem là đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể thay tên hoặc sửa bất kể cái thông tin gì ở trên này một cách rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần có Photoshop là làm được các bạn nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ tắt những này đi, mình xóa nó đi. Coi như là một file mới mình mới mở lên các bạn nhé. Đây, cái tên ban đầu của người ta cũng là Phạm Thị Doãn. Thì mình có hướng dẫn các bạn, đó là đầu tiên, trước tiên các bạn muốn sửa cái file này thì bạn phải nhân nó lên. Các bạn nhấn tổ hợp phím là Ctrl+Z. Các bạn nhìn bên cái layer này, đây là bảng layer, các bạn có thể mở bằng phím F7 nhé các bạn nhé. Đây, bạn bật tắt bằng phím F7 này. Cái bảng này rất quan trọng đấy các bạn nhé, để các bạn nhìn thấy và các bạn có thể làm theo này. Ok, các bạn có thể biết được cái trên cái bảng này nó hiển thị một số thông tin cơ bản. Đó là thông tin là chúng ta là đang sửa trên lớp nào và chúng ta nhân lên bao nhiêu lớp. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu học xóa cái chữ Phạm Thị Doãn ấy đi nhé. Trước khi xóa thì chúng ta nhân lên để làm gì? Nhân lên để khi mà chúng ta có thay cái tên này, ví dụ mình có thay cái tên này Phạm A đi, ví dụ như thế, thì mình cho cái chữ Phạm này nó vừa Ctrl+T này, mình cho chữ Phạm này nó vừa với đây, thì là mình sẽ biết được cái form chữ chuẩn và với kích cỡ là bao nhiêu. Tại vì với tất cả các loại form chữ này nó là ảnh mà, đấy, chúng ta đang sửa trên ảnh đấy, thì mình sẽ không biết được cái thông số nữa, cái kích thước của nó chuẩn nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ không biết được. Thì nên chúng ta phải để lại cái một bản Ctrl+Z này đấy, một lớp, một gốc này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ, các bạn muốn thay là cái gì đấy thì mình sẽ thay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thay là ví dụ nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chữ ví dụ là Nguyễn Văn A đi. Văn A này. Cái này là thường là đây là các bạn nhìn ở cái trên hình ảnh thì các bạn đoán form chữ nhé. Cái này là form chữ Thăm Đi Roman này. Và nếu các bạn nào không biết nó là form chữ nào thì các bạn có thể là viết chữ ra. Đấy, bạn dùng ngụ T nhé các bạn nhé. Đây, các bạn dùng ngụ T này. Mình hướng dẫn các bạn cùng ngụm T để các bạn viết chữ chữ gì đấy, ví dụ mình viết là Trần Văn A này, xong các bạn Ctrl A này. Đấy, các bạn vào đây, các bạn vào cái chỗ mình chỉ trên thanh tab bar này. Đấy, các bạn có thể chọn form chữ làm sao cho giống nhất. Đấy, ok chưa ạ? Thì đây thì mình sẽ bỏ cái này đi. Rồi, tiếp theo khi mình đã viết được chữ rồi thì mình sẽ dùng cái công cụ V các bạn nhé. Đây là công cụ V này để chúng ta di chuyển cái chữ này đặt vào đây. Các bạn có một mẹo rất hay là các bạn căn làm sao là ví dụ như kiểu chúng ta nhìn thấy ở trên này có chữ A thì chúng ta chữ Phạm cũng có chữ A, chúng ta đặt cái chữ A này vào đây. Chúng ta sử dụng lệnh Ctrl+T. Đấy, để Ctrl+T nhá, để kéo cho to nhỏ kích thước, mình sẽ kéo làm sao vừa chữ A để bằng cái chữ A đấy. Rồi khi mà nó bằng rồi thì chứng tỏ là cái form chữ của mình đã khá là chuẩn rồi. Rồi, khi mà các bạn đã viết được một cái thông chữ, cái chữ bạn mong muốn ấy, thì các bạn là dùng công cụ V bạn di chuyển này. Cái này đi ra chỗ khác. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xóa cái nền bên dưới này nhé. Chúng ta muốn xóa thì chúng ta làm cách nào? Đó là chúng ta sẽ chọn vào cái lớp layer 1 này. Layer 1 này là gì? Cái layer 1 là cái layer lúc nãy chúng ta nhân lên các bạn ạ. Đấy, chúng ta sử dụng công cụ M này nhé các bạn nhé. Chúng ta là M hoặc công cụ L hoặc là bất kể những công cụ nào tạo vùng chọn. Đấy, đây là mình đang dùng công cụ này. Tại vì cái hình này, cái chữ này nó cũng đơn giản thôi. Rồi, bây giờ chúng ta khoanh vào này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa này, khoanh vào này. Đấy, các bạn giữ chuột trái nhá, các bạn kéo này, rồi các bạn nhấn tổ hợp trên bàn phím là phím Shift F5 giúp mình này, nó sẽ hiện lên một cái bảng fill này. Đấy, cái bảng này thì các bạn để thông số y như này giúp mình nhá, còn tên là quên này, các bạn ok giúp mình. Rồi nó sẽ tự mất đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy chưa, khi nó đã mất rồi mà bây giờ chúng ta lại không có dòng kẻ đúng không, thì giờ chúng ta sẽ phải sử dụng, chúng ta tạo một cái dòng kẻ các bạn nhá. Các bạn cũng dùng cụm M này, công cụ M vì tắt trên bàn phím này, công cụ là vùng chọn nhá, chúng ta sẽ chọn một cái dòng kẻ phía bên cạnh. Đây là mình ví dụ, có những cái trường hợp thì không có nhá. Rồi chúng ta sẽ dùng Ctrl+Z lên, rồi các bạn di chuyển nó ra, các bạn di chuyển nó ra cái dòng kẻ, các bạn dùng khi các bạn Ctrl+Z lên thì các bạn đã tách được một cái lớp lúc nãy chúng ta vừa khoanh nhá. Đấy, chúng ta sẽ đưa, chúng ta dùng cái công cụ V để chuyển sang công cụ V và chúng ta di chuyển vào con chuột hoặc là mũi tên trên bàn phím. Rồi khi mà chúng ta di chuyển như này rồi thì bây giờ chúng ta phải xóa được cái viền đi, chúng ta chỉ giữ lại cái bàn phím thôi, cái dòng kẻ thôi. Đấy, thì chúng ta sử dụng tổ hợp trên bàn phím, đó là phím ALTSC. Chữ S thì chữ C các bạn ạ, các bạn nhớ chưa? ALTSC, chữ ALT trên bàn phím này, xong là giữ phím S này và tiếp theo giữ phím C này. Đấy, nó sẽ hiện lên một bảng này các bạn nhìn này. Đấy, mình sẽ ấn nhanh các bạn xem nhá.
Đấy, xong thì chọn vào cái vùng này, cái vùng mà không có đây, nó sẽ chọn. Đó, ok, mình sẽ chọn trên cái bảng này nha các bạn nha. Mình đây các bạn để thông số như mình nhé. Ok các bạn nhấn xóa đi là được. Đấy, khi mà đã chọn được rồi các bạn nhấn xóa đi được nhá. Nhấn phím đe xóa là phím delete cho là phím các bạn ạ. Nếu mà còn thừa những cái dòng này các bạn sử dụng công phím công cụ E này. Các bạn nhìn nhá, các bạn có thể cho to nhỏ. Các bạn xóa nó đi, xóa cái việc này đi một chút là ok nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ dùng sử dụng công cụ V trên bàn phím nhá. Phím tắt của nó là V các bạn ạ. Chúng ta di chuyển vào đây, di chuyển nó và chúng ta dùng công cụ Ctrl T để chúng ta xoay. Các bạn nhớ nghe rõ nha. Ctrl T để chúng ta xoay các cái chữ này. Đấy, chúng ta di chuyển. Khi mà Ctrl T nó có bị chéo hay sao ấy. Đấy, mình sẽ sử dụng các cái đường cong này, căn to nhỏ này. Đấy, mình sẽ căn để cho nó khớp nhất có thể nhá. Rồi, mình sẽ đặt vào đây. Rồi, nếu mà cái chữ này mà nó nét rồi và nó đẹp rồi thì các bạn có thể giữ nguyên. Nếu mà trong trường hợp mà cái chữ này nó bị đậm quá hoặc nhạt quá thì các bạn có thể sử dụng là phím cái hình như là phím này opacity các bạn nhé. Các bạn nhìn ở trên góc này ở bảng layer này. Đó. Rồi các bạn giảm xuống, đấy là tùy theo cái mắt của mình và cái file hoặc là cái giấy các bạn muốn chỉnh ấy, đúng không chưa ạ? Hoặc là các bạn có thể sử dụng mờ này, làm cho nó mờ đi một chút và các bạn filter blur và Gaussian blur nhé. Rồi các bạn có thể điều chỉnh cái thông số ở đây. Cái thông số này thì không bắt buộc với cái hình ảnh nào hết, thì nó cứ tùy phù hợp với từng hình ảnh thôi. Đây là một số mẹo mình chỉ cho các bạn nhé. Rồi cái hình ảnh này thì mình sẽ giữ nguyên, mình không chỉnh cái gì hết. Hình này khá đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đổi cái 7 giờ này thành 11 giờ nhé, hoặc là sang giờ khác nhé. Bây giờ chúng ta muốn chọn sang vùng khác, chúng ta sẽ chọn cái lớp layer 1 này. Rồi các bạn thấy chưa nào, khi mà chúng ta chọn xuống lớp layer 1, chúng ta sẽ dùng công cụ L hoặc công cụ M, chúng ta khoanh số 7 này lại này. Rồi các bạn thấy chưa, chúng ta khoanh lại như nãy và chúng ta lại tiếp tục thực hiện phím Shift F5 này. Và bây giờ nó đã mất đúng không ạ? Đấy, mình sẽ khoanh tiếp này, số 1 này. Mất tiếp đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết này. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ T này. Trên bàn phím này các bạn nhìn thấy chưa, T này. Viết này, số 7 đi. Bây giờ mình viết số 6 đi, mình không số 7 nữa. Nhưng mà các bạn nhớ chưa, cái form chữ này với cả form chữ ban nãy nó lại khác nhau. Thì bây giờ chúng ta phải đổi form chữ đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ bắt đổi form chữ nhé. Các bạn bôi đen nó vào. Giống như trên Word thì các bạn sẽ tìm đến cái form chữ phù hợp. Đây là mình nhìn, mình làm nhiều mình đã biết đây là form chữ gì. Rồi các bạn sẽ cho về form chữ chuẩn của nó một chút. Rồi, khi như này nhé, các bạn sẽ sử dụng Ctrl T này, các bạn cho nhỏ lại này. Mình kéo đến, ví dụ có số mình muốn sử dụng đến số nào, mình có thể kéo đến số đấy để căn cho nó vừa, rồi tí mình viết theo. Mình ví dụ cho các bạn một số trường hợp để các bạn biết làm nhé. Rồi, các bạn đặt vào đây. Các bạn dùng công cụ V, các bạn di chuyển này. Đấy, mình có thể muốn đổi 16 giờ cũng được này. Ví dụ như vậy, mình viết lên khi mình viết số 6 đã vừa rồi thì chúng ta có thể viết được bất kể là cái gì cũng được. Đấy, khi mà mình đã viết được số 16 rồi, các bạn muốn nhân nó lên một cái lớp bên dưới nữa cùng giống nhau thì chúng ta sử dụng phím Alt nhé. Đây, khi bạn nhấn chọn vào cái chỗ số 16 này, các bạn nhấn giữ phím Alt, nó sẽ có hai cái mũi tên các bạn ạ. Các bạn thấy chưa, các bạn đấy, tách nó ra, nó sẽ tạo hai mũi tên này, các bạn nhìn này, mình sẽ ấn này. Đấy, nó sẽ ra hai mũi tên chồng nhau. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lôi ra là ra một lớp nữa. Bây giờ chúng ta xuống đây, chúng ta có thể chỉnh sửa. Bây giờ 16 giờ đến 17 giờ đi. Ok chưa ạ? Đấy, thì các bạn nếu mà nó bị đậm, các bạn nhớ không? Lúc trước mình vừa dạy các bạn, nếu mà đậm thì các bạn có thể giảm opacity này xuống một chút này. Đấy, cái số 17 này cũng thế, chúng ta sẽ giảm xuống một chút cho nó phù hợp. Đấy, vậy là đã xong đúng không các bạn? Chúng ta có thể làm được tất cả các loại. Đấy, chúng ta có thể chỉnh sửa được mọi thứ ở trên giấy bằng hình ảnh nhá, hoặc là file, bất kể cái file nào. Nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua Zalo giúp mình nhá. Zalo là 0844394333, 0844394333 nhá, 333 các bạn nhá. Rồi các bạn có thể liên hệ qua đấy thì mình có thể trả lời và hỗ trợ các bạn nhé. Ok, mình sẽ dừng video clip tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.